Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 3367, mật thất trong mật thất 1. Bởi vì quá nhiều người đều ghi chép bên bờ, cái này đầy quái vật hình người trong hồ nước, đơn giản chính là thu hoạch. Nuốt vào một cái trực tiếp thuận dưới thân, cái ống liền tiến vào, đơn giản mở một cái miệng, gặp được có chống cự liền đối với mặt người thổi vào một hơi thở, cũng không biết thổi chính là cái gì, liền nhìn người này da mặt giống như vỏ cây già vỡ ra, sau đó huyết nhục cực nhanh rơi xuống, mặt người trong nháy mắt liền thành một bộ khô lâu, lại bị cánh hoa một ngụm nuốt vào. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh rồi. Ngắn ngủi một hồi liền có hơn 10 cái pháp sư bị nuốt lấy rồi. Đám người bắt đầu vỡ tổ. Mặc dù ở đây đều là pháp sư, nhưng đại bộ phận đều là bất nhập lưu, cơ sở đệ tử. Bình thường tiểu quỷ, tiểu yêu cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Nơi nào thấy qua bực này dọa người tràng diện. Trước đó xem náo nhiệt đều hướng phía trước chen, hiện tại gặp được nguy hiểm, đám người này lại liều mạng về sau rút lui, đụng ngã rất nhiều cái, bắt đầu từ cùng trà đạp. Tỉnh táo, mọi người bình tĩnh một chút, không cần loạn. Diệp Thần lớn tiếng hô hào, thình lình một đóa cánh hoa hướng chính mình đánh tới. Thế là hai tay làm phép ứng đối, kết quả cánh hoa này thổi một ngụm, Diệp Thần ngăn tại phía trước cái tay kia, chỉ một thoáng cảm thấy một trận khoan tim phẳng, vội vàng bấm quyết bố trí thành một đạo kết giới, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở. Kết giới bên trên áp lực nhường hắn cảm thấy trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tà vật cường đại cỡ nào, chính mình một cái nhất phẩm tế tư thế mà cơ hồ không phải là đối thủ. Còn lại những pháp sư kia liền càng không cần phải nói, cơ bản không có sức phòng ngự, mở một cái miệng bị nuốt rất nhiều. Trong lúc nhất thời lòng người hoảng hốt, loạn thành một bầy. Mẹ ngươi đi trước. Diệp Tiểu Mộc bảo hộ lấy Tạ Vũ Tình, lui về sau. Chỗ nào như vậy đúng dịp, một cỗ thi thể vừa vặn lao xuống, mở ra miệng to như chậu máu, đánh úp về phía Tạ Vũ Tình. Diệp Tiểu Mộc vội vàng làm phép ngăn cản. Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng tranh thủ thời gian qua đây hiệp trợ bảo hộ. Còn lại mấy cái tiểu đồng bọn tại cái này hợp lực chống cự một cái khác. Tà vật trong miệng thổi ra yêu phong, Vương Tiểu Bảo một bước ngăn tại phía trước, tế ra La Hán Kim Thân gắt gao ngăn trở, kêu gọi mọi người đi nhanh lên. A! Bên cạnh Trần Ấu Bân rít lên một tiếng, bị ngậm lấy đầu, trực tiếp rút lên đến không trung, nuốt vào trong bụng. Ấu Bân! Mấy người nghẹn ngào kêu to. Một bóng người chạy gấp tới, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt quái vật kia cái cổ, cũng chính là phủ lấy thi thể, hai chân kéo dài đến trong hồ đi. Cây kia hình ống
vật. Một chút màu xanh lá dòng nước đi ra, thi thể ngã vào trong nước. Đoàn người trông mong, nhìn chằm chằm. Rất nhanh một người từ mở ra cái ống một đầu leo ra, chính là Trần Ấu Bân. Liều mạng hướng bên bờ bơi đi. Phụ cận không ít thi thể đều hướng hắn cúi người tìm kiếm. Các ngươi chịu lấy, ta đi trước cứu người. Vương Tiểu Bảo tiến lên, trong miệng niệm chú. La Hán kim thân hóa thành một đạo hộ thể kim quang, áp sát vào trên thân thể. Hắn trực tiếp nhảy vào trong nước, cản sau lưng Trần Ấu Bân. Mấy con thi thể lao xuống, bị một mình hắn ngăn trở. Một con miệng rộng cắn đầu của hắn, tựa như cắn một khối cục đá cứng, căn bản không thể nào ngoạm ăn. Kết quả tà vật này đem miệng, thực tế chính là thi thể đầu, mở ra đến càng lớn, dùng sức hấp khí, trực tiếp đem cả người hắn nuốt vào. Phía dưới bụng là nhược điểm. Trần Hiểu Húc quay người hướng bọn hắn hô to: Kê tử, nhanh đi! Tại Tô Yên mệnh lệnh dưới, kê tử bay qua, lao xuống đến một cái kia tà vật phía trước, vòng qua công kích của nó, dài mà cứng rắn, mỏ chim, dùng sức vào bụng của nó. Tà vật dãy giụa lấy, thông qua co vào thân thể, ý đồ đưa nó ăn. Nhưng kê tử không phụ lòng tên của nó, kê tặc vô cùng, đã thương nó sau đó đã sớm chạy, đuổi theo giết bên cạnh cái kia rồi. Diệp Tiểu Mộc mấy người một bên ngăn cản thế công, một bên chú ý đến kê tử cái kia một bên. Nào biết được đối diện cái kia tà vật rất giảo hoạt, gặp đánh lâu không xong, đột nhiên đổi phun khí. Vì hấp khí, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên vốn là chống cự, phun ra tà khí, thật giống như tại đẩy đồ vật, trọng tâm là ở phía trước, tà vật đột nhiên hấp khí, sờ không kịp đề phòng phía dưới, hai người lần lượt bị cái kia tà vật hút tới trong bụng. Tiểu Mộc, Tạ Vũ Tình hoa dung thất sắc, lập tức liền muốn xông tới, bị người từ phía sau kéo một cái, như gió lốc xông tới. Cái kia tà vật nuốt vào hai người, sớm có đề phòng, lập tức phun ra một luồng cường lực yêu khí, ý đồ giống trước đó đối phó cái khác pháp sư như thế, trực tiếp đem hắn thổi có thể khô lâu. Cút mẹ mày đi! Người tới thầm mắng một tiếng, vọt thẳng đi qua. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, người khác cũng không nhìn thấy hắn dùng pháp thuật gì. Ngay sau đó tà vật này đầu liền từ giữa gián đoạn trở thành hai đoạn. Người tới không những không lui, một bước tiến lên, một chân đạp ở ngay tại rơi xuống trên thi thể, mượn lực vọt lên, hướng phụ cận cái kia tà vật bay đi. Trần Hiểu Húc cũng đang làm chuyện giống vậy, nhìn lướt qua gặp cái này nhân thân pháp cực nhanh, gặp cái này nhân thân pháp cực nhanh, xuất thủ vô cùng ác độc. Tại một đám tà vật ở giữa tả hữu xen kẽ, vừa ra tay liền xử lý một con. Thực lực này so với chính mình không biết lợi hại bao, gấp bao nhiêu lần, cảm thấy chấn kinh. Nhìn một cái mặt của hắn, thấy là người tướng mạo phổ thông, mặt vàng hán tử, chính mình chưa thấy qua, cũng không biết thuộc phái nào cường giả. Thế là phí sức tiếp cận hắn,
Tại hắn sau vai hô: "Vị đại ca kia, không nên giết rồi, chúng ta đi xuống cứu người, ta có thể cảm giác được phía dưới còn có rất cường đại tà vật. Ta là đại gia ngươi." Là hắn. Trần Hiểu Húc nghe thanh âm của hắn lập tức liền nhận ra tới là Diệp Thiếu Dương. Hắn thế mà cũng tới, vậy liền khó trách. Diệp Thiếu Dương thực lực là gì? Hắn là biết đến, giết những tà vật này đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ, sau đó đừng nói là ta, liền nói là Ngô Gia Vĩ. À, đói. Trần Hiểu Húc không phải rất rõ ràng, nhưng nhớ kỹ trong lòng, Diệp Thiếu Dương trước đó một mực không có xuất thủ, cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt. Đến một lần chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có dự liệu được. Chờ sự tình sau khi phát sinh, trong nháy mắt liền có không ít người mất mạng. Hai là không gian này bên trong có một cái nhìn không thấy tà vật ẩn thân tại mái vòm phía trên nơi nào đó. Hắn nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được nó tồn tại. Tà vật này tinh thần lực cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương sợ hắn là đang chờ đợi cái gì. Thế là trước đó Nguyên Thần xuất khiếu bay đến mái vòm, gặp được đoàn kia kỳ quái tinh thần thể. Ngay tại phía dưới thảm kịch phát sinh thời điểm, Nguyên Thần của hắn đang cùng cái kia tà vật đại chiến. Hắn Nguyên Thần thực lực so bản tôn kém xa, đối phó cái kia tà vật ngược lại là phí hết chút thời gian. Về sau cái kia tà vật không địch lại, chui vào trong nước, hắn lúc này mới Nguyên Thần quy vị. Đang vượt qua Diệp Tiểu Mộc bị nuốt, nhanh lên đi cứu rồi. Những tà vật này mặc dù cường đại, nhưng ở trong mắt Diệp Thiếu Dương cũng chính là bộ dáng quái một điểm, phương thức công kích đặc thù một điểm. Đến mức thực lực, Diệp Thiếu Dương căn bản không có đi tính ra thực lực của bọn nó. Coi như 100 cái cùng tiến lên cũng chính là như vậy chuyện. Ngươi đi cứu người, để ta giải quyết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương cho Trần Hiểu Húc ra lệnh, chính mình tiếp tục chém giết những cái kia tà vật. Không một chút thời gian liền làm xong. Hắn tiếp lấy một chút tà vật thi thể, chân không dính nước trở về mặt đất bên trên, muốn nhìn một chút Trần Hiểu Húc kiểu gì rồi. Nhưng phát hiện trong nước một người cũng bị mất. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 3368. Mật thất trong mật thất nhị. Ngươi nhanh đi cứu Tiểu Mộc, nhanh đi nha. Tạ Vũ Tình xông lại bắt hắn lại, cơ hồ đều muốn khóc. Không chết được, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô giao cho nàng, nơi đó lại không ít chân quý pháp dược, dính nước liền mất hiệu lực, không thể lãng phí. Tiếp lấy đang muốn nhảy vào đi, giữa hồ nước đột nhiên phun ra một luồng to lớn cột nước, đụng vào mái vòm bên trên, hướng bốn phía dâng trào mà tới. Sóng lớn tới, sờ không kịp đề phòng, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, một thanh ôm lấy Tạ Vũ Tình, trực tiếp từ trong đám người đụng ra ngoài, đuổi tại sóng lớn, chiếm hết toàn bộ địa động trước đó, hướng lối ra chạy vội, một hơi thở liền xông ra ngoài. Sau lưng lục tục ngo ngoe có người chạy đến. Diệp Thiếu Dương một hơi thở chạy đến an toàn địa phương, đem Tạ Vũ Tình buông ra,
đem ba lô cùng đai lưng giao cho hắn, nói: "Ngươi thành thật ở lại đi, ta đi cứu nhi tử nha." Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình kéo lại hắn, nước mắt đến rơi xuống. "Ngươi có thể nhất định đem hắn cứu ra. Ngươi trước kia gặp loại được loại sự tình này, nhưng cho tới bây giờ không khóc." Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn xem nàng. "Nhi tử gặp được nguy hiểm, làm mẹ tự nhiên khẩn trương. Loại cảm giác này không giống nhau." Tạ Vũ Tình khoét hắn một lúc. "Chỉ có ngươi cái này ý chí sắt đá, nhi tử xảy ra chuyện đều không lo lắng." Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. "Ngươi biết cái gì? Tiểu Tuệ đã sớm xuống nước, nàng có thể để cho Tiểu Mộc mặc kệ." Tạ Vũ Tình khẽ giật mình, nàng không phải đứng ở bên cạnh sao? Ra chuyện lớn như vậy, nàng có thể vẫn đứng bất động sao? "Ngươi đừng quên, nàng bản tôn là băng tầm." Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, yên tâm không ít. Cái kia vạn nhất phía dưới có lợi hại tà vật, nàng không phải là đối thủ đâu. "Ngươi mau đi đi, dù sao ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đem nhi tử mang về." "Đúng, còn có con dâu." "Xin nhờ, làm không chu đáo đâu." "Ân, có tối đa nhất cong lên." Diệp Thiếu Dương quay người đi đến, Tạ Vũ Tình lại kêu hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu, gặp Tạ Vũ Tình cười nhìn hắn. "Ngươi cũng muốn làm tâm, nhất định trở về." Cái này còn giống câu nói. Diệp Thiếu Dương chạy như bay, trở lại cửa hầm ngầm thời điểm, đang không ngừng có người từ bên trong chạy đến, từng cái nhìn xem, rất chật vật. Rất nhiều người thân thể đều là ẩm ướt. Diệp Thiếu Dương gạt mở đám người đi vào. Lúc này Hồng Thủy đã lui, mà lại làm cho người giật mình là thế mà liền trong hồ nước đều không có nước. Cái này hồ nước dưới đáy thế mà không phải bùn đất mà là liều cùng một chỗ phiến đá bày khắp toàn bộ đáy hồ. Từ phía trên đến đáy hồ có chừng cao 5-6 mét. Từ bên trên quan sát xuống dưới, phía dưới tất cả đều là thi thể cùng hài cốt. Có chút là những cái kia bị tà hóa thi thể, có chút là bị bọn trống nuốt mất pháp sư. Không biết cái kia kết nối trên người bọn hắn cái ống bên trong có cái gì, tính ăn mòn đồ vật. Một hồi công phu liền đem người ăn mòn thành bạch cốt rồi. Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương vốn là yên tâm, nhìn thấy những này bạch cốt cũng không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu. Nhưng hiện trường đã không ai rồi, ngoại trừ đã vọt tới bên ngoài sơn động những người kia. Bên trong hang núi này đã không có người nào rồi. Chỉ có dựa vào tường còn đứng lấy 20-30 cái toàn thân đều ướt nhẹp, từng cái ngơ ngác đứng đấy. "Bọn hắn người đâu?" Diệp Thiếu Dương bắt lấy một cái hỏi. "Đều bị Hồng Thủy quấn đi rồi, phía đó, phía trước, phía dưới có rất mạnh hấp lực, đem bọn hắn đều quấn đi rồi. Chỉ chúng ta dựa vào tường bên cạnh mới tránh thoát một kiếp." Người kia kéo lấy, giọng nghẹn ngào nói ra. "Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chớ vào rồi." Diệp Thiếu Dương nói xong nhảy xuống hồ nước. Lúc này mới nhìn thấy tại giữa hồ nước có một cái hồ cực lớn huyệt, phía trên mọc ra một cái cây một dạng thực vật, cành lá rậm rạp. Cái kia hồ huyệt ngay tại gốc cây thực vật này phía dưới bị một lớn bụi
cành lá che giấu. Tại trên bờ căn bản nhìn không thấy những cái kia liên tiếp tà vật, hình ống vật đều là từ nơi này hồ trong huyệt dọc theo người ra ngoài. Những cái kia tà vật chết về sau, những này hình ống vật cũng đều bẹp xuống dưới, nhìn qua cũng không có mạo sưng nước, phòng cháy ống nước. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, hướng xuống mặt xem xét bên trong còn có nước. Thủy thượng phiêu lấy một cỗ thi thể, hắn hơi nhíu mày, đâm thẳng đầu vào, bơi 2-3 mét không đến phía dưới đến cùng rồi. Hai tay của hắn nắm lấy những cái kia hình ống vật, một đường tiến lên rất nhanh, phương hướng chính là đi lên rồi. Cảm giác vậy thì giống như là một cái u hình đường ống, lại hướng lên bơi vài mét từ trong nước đi ra. Đây là một cái cùng mặt trên cái kia không chênh lệch nhiều không gian, có người đang đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết, ánh đèn hoảng hốt, không ai phát hiện Diệp Thiếu Dương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương lên bờ sau đó sờ một cái trên mặt nước, đột nhiên nhớ tới chính mình là dịch dung, chính nước sau mặt nạ da người cũng hoa, thế là đem mặt nạ đi, xuất ra một cái khẩu trang mang lên, khẩu trang thật lớn có thể kéo đến dưới ánh mắt mặt, căn bản không thấy rõ ai là ai. Lúc này mới từ phía sau dán vào, người ở đây vẫn rất nhiều, cứ việc từng cái nhìn qua đều ướt nhẹp, mười phần chật vật, chiến đấu đang tiến hành. Có mấy người ở ngoại vi giơ đèn pin hướng ở giữa chiếu vào, mượn ánh sáng. Diệp Thiếu Dương hoa một chút thời gian mới xác nhận xảy ra chuyện gì. Trước mắt cái sơn động này đặc biệt cao, đại khái là ngọn núi vận động tự nhiên hình thành một cái không gian. Bởi vì tia sáng có hạn, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh, chí ít có cao mấy chục mét. Phía trên giữa không trung treo lấy một viên màu đỏ cầu, một hồi đại nhất sẽ nhỏ, hướng bốn phía từng vòng để đó mãnh liệt năng lượng khuếch tán đến trên vách tường, lúc hội tụ thành mấy cái điểm sáng hết thảy 8 cái, ánh sáng màu đỏ hội tụ thời điểm. Có thể trông thấy mỗi cái điểm sáng vị trí đều có một cái nhô ra phù điêu. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc quan sát, chỉ nhận ra bên trong một cái là chim, một cái khác là hổ hoặc là con báo, đều là rất hung thần ác sát, không biết là cái gì dã thú. Trên mặt đất đang đánh nhau có đại khái hơn 10 cái người, tất cả đều hai tay để trần, trên thân thoa khắp màu đỏ, cây cải dầu, có lẽ là xăm mình, tóc rất dài, đâm thành một cái rất cao, rất kỳ quái kiểu tóc. Từng cái trong tay đều cầm màu trắng cây gậy, nhìn qua giống người, xương đùi sắp xếp thành một hình tam giác, ngồi dưới đất, một bên dùng xương đùi gõ chạm mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong bọn hắn ở giữa có cái bình bộ dáng đồ vật, từ bên trong không ngừng bay ra các loại hình thù kỳ quái côn trùng, từng lớp mà dâng tới bốn phía những pháp sư kia. Trên mặt đất đã nằm rất nhiều thi thể, Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong, Trương Vũ, Nhậm Lạc An, Tào Vân Khải, Tào Tư Nói, Tôn Vũ Đồng, mấy cái này đại lão cũng làm thành một vòng, đều đem chính mình pháp khí cắm trên mặt đất, ngồi xuống niệm chú. Hàng thứ hai là Chu Khánh Hiên, Dương Vũ,
tô tương ngọc các loại, hàng hai đệ tử cũng đều làm thành một dạng vòng đang ngồi. Những người còn lại đều tại vòng thứ ba về sau, một cái vịn một cái bả vai, không tuyệt vọng chú, linh khí toàn tụ tập đến hàng thứ nhất. Mấy cái kia đại lão pháp khí bên trên hình thành một đạo cường đại kết giới. Những độc trùng kia cái gì rơi vào kết giới bên trên liền nổ tung, trở thành một đoàn màu xanh lá dịch nhờn. Đây là trận pháp gì? Chợt nhìn trận pháp này rất phổ biến phổ thông, bất quá Diệp Thiếu Dương cỡ nào nhãn lực, vừa nhìn liền biết trận pháp này không tầm thường. Video của Khắc Công đến đây là hết. Hôm nay đánh nhau to rồi các bạn ạ. Không biết Diệp Tiểu Mộc với lại Tô Yên bị nuốt có sao không đây. Bye bye.